Trại bò Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 18 tháng 4 năm 2022. Bò trực tiếp lên xe giao cho khách Vĩnh Long. Vĩnh Long hai con với cống bãi cửa Vũng Liêm hai con là bốn con chuẩn bị lên xe. Nhả dây xuống cái này nó phóng hả? Con này thank you.